Mời quý vị theo dõi những thông tin đáng chú ý được chúng tôi cập nhật từ các trang báo. Liên quan đến lĩnh vực ngoại giao, báo tuổi trẻ có bài viết về chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Báo tuổi trẻ đưa tin, 10 giờ sáng hôm qua 22 tháng 12, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chủ trì lễ đón long trọng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Một trong những điểm nhấn đặc biệt của lễ đón là màn diễu binh và loạt đại bác chào mừng. Báo Tuổi Trẻ đăng tin, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp riêng và hội đàm cấp cao với Tổng thống Joko Widodo. Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lãnh đạo một số bộ ngành ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng có buổi gặp gỡ báo giới thông tin sơ bộ về kết quả hội đàm. Indonesia là thành viên chuyên chức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nằm trong nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới G20, trong khi vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao ở khu vực và toàn cầu. Báo Dân Trí dẫn thông tin từ giới truyền thông của Hàn Quốc cho biết, Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đã đến Việt Nam để dự lễ khánh thành trung tâm nghiên cứu và phát triển mới của Samsung. Theo trong hát chia sẻ với phóng viên tại sân bay quốc tế Gimpo, thủ đô Seoul, ông Lee cho biết, trung tâm nghiên cứu và phát triển mới sẽ sớm mở cửa. Tuy nhiên, ông không tiết lộ về lộ trình chính xác cũng như là các kế hoạch đầu tư khác. Tờ Korea Hiren cho biết, để tham dự sự kiện này, ông Lee đã phải hủy bỏ tham dự phiên tòa xét xử vụ sáp nhập Samsung CNT và Chess Industry. Còn theo báo dân trí, Samsung đã khởi công xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển mới trị giá 220 triệu đô la Mỹ tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2020. Trung tâm này sẽ phụ trách nghiên cứu và phát triển các thiết bị di động của Samsung, bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng cũng như các sản phẩm phần mềm và phần cứng. Sẽ có 2.000 nhân sự người Việt được tuyển dụng vào làm việc tại đây. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng đăng trên báo VnExpress.net. quý vị, ngày 22 tháng 12 ngân hàng HSBC của Anh đã phát hành báo cáo tình hình kinh tế các quốc gia khu vực châu Á, trong đó các chuyên gia ngân hàng đang nhận định bất chấp mức tăng trưởng năm nay tăng cao, lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam sắp phải đối mặt với thời kỳ ngũ đồng khi chịu hàng loạt các tác động cả trong và ngoài nước. Dù vậy thì với những thuận lợi nhờ mở cửa trở lại cơ quan này nâng dự báo tăng trưởng cho năm 2022 lên 8,1%. Theo báo VN Express.net, ngân hàng HFPC dự báo tăng trưởng Việt Nam trong năm sau giảm xuống 5,8% so với mức cũ là 6%. Ngân hàng này nhận định, rủi ro lớn nhất đối với tăng trưởng của Việt Nam là những khó khăn trong thương mại ngày càng gia tăng. Việt Nam không tránh khỏi những tác động do đợt thương mại toàn cầu chậm lại đáng kể này. Nói cách khác, giai đoạn chứng lại đã tới. Bên cạnh đó, áp lực làm phát đang mạnh hơn. HFBC nâng dự báo đàm phát của Việt Nam năm 2023 lên 4% so với mức cũ là 3,7%. Điều này đồng nghĩa với việc ngân hàng nhà nước nhiều khả năng tiếp tục chu kỳ thắt chặt, theo báo cáo. Liên quan đến vụ xét xử cựu chủ tịch công ty địa ốc Alibaba, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin Ngày 22 tháng 12, phiên xử Nguyễn Thái Luyện, 36 tuổi, Chủ tịch công ty địa ốc Alibaba, Võ Thị Thanh Mai, vợ Luyện và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, kết thúc phần tranh luận. Trước khi hội đồng xét xử nghị án, được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện vẫn khẳng định không lừa đảo chiếm đoạt tiền của ai, song xin nhận mọi trách nhiệm dân sự và xin giảm nhẹ cho cấp dưới. Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, các bị cáo khác được nói lời sau cùng đều mong hội đồng xét xử xem xét để có mức hình phạt nhẹ nhất, để sớm trở về với gia đình để phụng dưỡng mẹ già, nuôi con nhỏ. Đồng thời các bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến các khách hàng. Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, chủ tọa thông báo, hội đồng xét xử sẽ nghị án và tuyên án vào 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12.